Chào các bạn, kênh Cô Thơm Long Xuyên Vlog xin mến chào các bạn. Mình rất vui khi được gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Các bạn ơi, cuối tuần này các bạn nấu món gì cho gia đình của mình đây? Các bạn nghĩ ra chưa? Nếu chưa nghĩ ra thì hôm nay mình xin gợi ý một cái món. Món này ăn rất là lạ miệng, đảm bảo với các bạn là các thành viên trong gia đình các bạn sẽ yêu thích thôi. Đó là món mì hải sản sa tế nhé. Nào, bây giờ mời các bạn cùng đi chợ mua mực và nghêu với mình nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng mình đến tiệm tạp hóa để mua mì và nấm mèo nhé. Đây mình sẽ quay một vòng quanh tiệm tạp hóa cho mấy bạn xem. Tiệm tạp hóa quá trời bánh luôn ha các bạn. Bé nhà mình rất thích được đi đến tiệm tạp hóa này đấy. Để làm món mì hải sản sa tế thì cần thêm các loại nấm nữa. Nhưng mà mình đã có sẵn ở nhà rồi nên không cần mua hôm nay. Bây giờ chúng ta về nhà thôi. Đây xin giới thiệu với các bạn thành phần. Đây là mì. Ở đây là mình có hai loại tại mình còn dư, mình tận dụng bao nhiêu mình xài bấy nhiêu. Mì này mình sẽ ăn với các loại nấm. Ở đây mình sẽ có là các loại như là như thế này, nấm hương nhật nè, nấm này khô mình ngâm ra đó. Rồi nấm linh chi nè, nấm đùi gà Betty nè, rồi nấm đông khô nè. Đây mình sắc là kiểu này cho nó đẹp nè, thấy không, nó đen tui à. Rồi phía cuối cùng là nấm mèo này. Đó, các loại nấm như thế đấy. Còn ở đây là những cái rau gia vị là có cần tàu nè, củ hành nè. Củ hành thì mình có hai loại, nguyên và xay, tỏi xay nè. Rồi gừng mình sẽ sắc thành sợi nữa này. Còn cái gia vị nêm á, thì mình sẽ nêm một ít đường phèn, hạt nêm và đây những món quan trọng: sa tế, dầu hào và bột bắp nha. Rồi mình sẽ xào mì với nghêu và mực. Các bạn xem nè, mực của mình sẽ xắt cái kiểu này nè, với bạn thấy lạ không, chút nữa lên hình rất đẹp. Đây là củ hành và cà rốt. Còn giá này nếu mà mấy bạn thấy nhiều quá thì không thêm, mình mua trừ hao thôi. Mình có mua cải thìa nè, vài lá thôi, và cải thảo. Ở đây còn có tương ớt nè, nước tương và tương ớt. Bây giờ mình sắc nốt những cái món này xong rồi mình sẽ nấu nhé. Cải này mình xài một ít là tại vì mình làm có 3 tô mì thôi nha các bạn. Nếu các bạn gia đình có nhiều người thì mấy bạn sẽ bổ sung nhiều rau thêm nha. Đây mình đã sắc nhuyễn những thành phần rau. Bây giờ mình sẽ soạn sẵn một thau nước đá để mình trụng mì. Thank you.
à. Chém em. Tụi mì xong rồi, bây giờ mình sắp sẵn ra ba tô trong nhà mình luôn nha, chia đều luôn. Tiếp theo bây giờ mình sẽ quậy một ít bột bắp chuẩn bị để đó và mình sẽ xào đồ. Bây giờ mình sẽ làm sốt để xào nghêu nhé. Đầu tiên mình sẽ dùng dầu để mình khử tỏi với hành cho nó thơm lên nha. Rồi sau đó mình sẽ nêm vào một ít tương ớt này. Rồi, vừa vừa thôi nha các bạn. Tại vì tương ớt nó hơi bị mặn. Rồi một ít tương ớt chua ngọt nữa nè. Một ít dầu hào luôn nha các bạn, cho nó thơm. Khuấy cho những cái gia vị này nó tan đều lên. Thì mình sẽ bỏ nghêu vào nó có một ít dầu nha. Ăn qua cho nó ấm bụng nha các bạn. Giờ mình không có nước do gạo thì mình để bột, bột mì, bột ngăn, bột bắp gì đó. Chín rồi ha. Khá hỏng hết rồi. Mình chưa chắc chết. Giờ này người ta hẳn hết rồi, chưa hẳn. Còn bây giờ mình sẽ xào nấm lên nhé. Cũng khử hành tỏi và cho các loại nấm vào nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho các loại rau cải vào. Thì ở đây không nhất thiết là mình phải làm đúng là các loại rau này. Các bạn thấy cái nhà các bạn thích ăn rau nào xào đấy với mì đó thì các bạn cứ bỏ vào nhé. Bây giờ ta sẽ nêm đường với hạt nêm vào nhé. Tiếp theo là món quan trọng, đó là sa tế. Đó, rau hơi dẻo dẻo rồi thì bây giờ mình sẽ cho mực vào nhé các bạn. Mực đã chín rồi thì bây giờ mình sẽ đổ nghêu vào và trộn đều lên. Cuối cùng là mình sẽ thêm một ít bột bắp nha, mình đã quậy hồi nãy đấy, 2-3 muỗng thôi, cho nước sốt này nó sền sệt lại. Các bạn thấy không,
cái cách làm mì xào sa tế hải sản này á rất là đơn giản phải không? Đó. Ngày mai các bạn làm cho gia đình mình ăn đi, ngon lắm đấy, bảo đảm nhất cái nách luôn. Bây giờ mình đang dắt thức ăn lên, trang trí lên cái tô mì. Mấy bạn cùng mình trang trí nhé. Và bây giờ đã hoàn thành được 3 tô mì ngon bổ rẻ này. Nào, bây giờ mời các bạn cùng gia đình mình cùng ăn mì nhé. Mời các bạn cùng ăn mì xào hải sản sa tế nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đến giờ phút này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn thấy thích video này thì xin các bạn hãy cho mình một like nhé. Một like của các bạn là một nguồn động lực vô cùng to lớn để cổ vũ tinh thần của mình, để mình có thể có nghị lực, để có nhiều cái quyết tâm để làm ra được những cái món cơm gia đình ngon hơn, hấp dẫn hơn để chia sẻ với các bạn nhé. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì xin hãy nhấn nút subscribe để đăng ký kênh của mình nhé. Và nhấn cả chuông để nhận thông báo khi mình có video mới nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dẫn anh đi qua chung mắt. Tô mì siêu ngon, siêu khổng lồ. Dạ. Ừ. Làm miệng ha. Làm miệng ha. Mực mềm. Giòn ha. Này gỡ gỡ cái đuôi nha. Đuôi nó học được cái giọng rồi nè. Cái đùa lúc bắt đầu cá cắn từ khi bắt đầu dễ. Phần đó cắt cặp lên cho mọi cắt theo khoanh. Ừ, cái nó đẹp. Kiếp chăn vô nó đi. Thank you.
mình sợ nhiều ít rau, sợ nhiều rau vậy ít rau hơn. Cho mình có chiếc mình hấp dẫn hả? Mệt đi con, phải dành mệt hoài lắm. Sốt ngon quá. Và bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe để nấu những bữa cơm gia đình thật là ngon nhé các bạn. Tạm biệt các bạn.